Xin chào mừng quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Chúc tất cả quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, chuẩn bị bước sang tháng 7 thì ai trong chúng ta cũng tò mò không biết rằng tháng 7 âm lịch thì số phận của mình sẽ như thế nào, đặc biệt là với các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Xin hé lộ với tất cả quý vị một chút, do cục diện hợp với thái tuế của năm nên trong tháng 7 âm lịch này quý vị là một trong những con giáp cực kỳ may mắn và thành công về công việc cũng như là sự nghiệp và gia đạo. Sự thành công của tất cả quý vị khiến cho nhiều con giáp phải khen tị, nhưng mà cũng không kém phần kính nể và trân trọng. Trước đây, đôi khi cuộc sống của tất cả quý vị gặp phải nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng từ nay trở đi thì không cần phải lo nữa. Do cục diện hợp với thái tuế của năm, cho nên trong tháng 7 này quý vị sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, nên mọi việc đều được hanh thông thuận lợi. Và không những vậy, nhờ vào sự phấn đấu của bản thân mình, mà trong bao nhiêu năm, cho nên là sự thành công đó càng được khẳng định tốt hơn và củng cố vững vàng hơn. Thưa quý vị, may mắn không dễ dàng có được với người khác, nhưng với quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi thì nó chỉ là vấn đề nhỏ trong tháng 7 này mà thôi. Vậy nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có tuyệt vời này quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích về tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 7 này quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi, sinh năm 1947 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 mệnh ốc thượng thổ, đất đốc nhà. Họ sống rất ngay thẳng, chân thật, ít khi vòng vèo, sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi chính là người cương trực, thẳng thắn, không chịu lùn cúi trước bất kỳ ai. Chính tính cách này khiến cho họ gặp phải nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ, xa lánh. Tuy vậy, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham của cải vật chất hay chỉ trích và đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi, dựa dẫm vào những người khác, không giỏi xã giao. Vì vậy nên thời trẻ, nhiều fan rơi vào bế tắc, khốn đốn. Họ khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ càng hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng là họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác trong công việc và có trách nhiệm rất cao, luôn đưa ra những giải pháp tốt. Tử vi tháng này cho thấy rằng gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, gia chủ nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp Mậu dương thổ nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, gia chủ không phải đối diện và xử lý nhiều việc khó giải quyết, đồng thời cũng biết rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình chính là sức khỏe và niềm vui. Chính vì thế mà bản mệnh đã không còn so đo, tính toán hoặc nhúng tay vào quá nhiều việc. Bạn bắt đầu dành sự tin tưởng cho con cháu trong nhà và để con cháu tự giải quyết nhiều việc quan trọng. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhõm và đơn giản hơn nhiều. Trong các công việc hàng ngày, người tuổi này nên biết lượng sức mà làm, không nên làm việc quá sức, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí là tổn thương không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Khoản tiền tích góp được từ trước đó có thể giúp cho bản mệnh sống thoải mái mà không cần phải lo nghĩ việc túng thiếu. Thêm vào đó, bạn cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm sóc của con cái nên hoàn cảnh sống đa phần là dư giả.
Ở độ tuổi này, người làm ăn kinh doanh cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, chớ vì những đồng tiền lời lãi mà làm việc quá độ, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, phải tiêu tốn nhiều tiền trên phương diện sức khỏe. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, đã đến độ tuổi này, gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt tránh làm việc quá sức, dễ gây ra những tổn thương khó chữa trị. Gia chủ cũng nên duy trì tập luyện thể dục phù hợp với sức của mình để cải thiện sức khỏe. Trong tháng, gia chủ khó tránh khỏi những bệnh người già liên quan đến xương khớp, thị lực hay thần kinh. Tháng này, gia chủ nên tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát, nên chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý, thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn, không có thời gian chăm sóc bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Gia chủ tuổi Đinh Hợi, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và cát lành cho sức khỏe của gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia đạo cát lành, gia chủ đối nhân xử thế hài hòa, thường tạo được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Và nếu sống một mình, người tuổi này thường nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, cuộc sống không có nhiều biến động, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, con cháu trong nhà đa phần đều ngoan ngoãn nghe lời. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Đinh Hợi trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Tỵ, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Tỵ, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Hợi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Dần, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Dần, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác,
và ai cũng có số mệnh của riêng mình. Hy vọng qua việc luận giải tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta phần nào trong cuộc sống của mình để có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.